Cô Ba Việt Đắc xin chào cô bác anh chị em trong và ngoài nước, và xin chào những người hâm mộ của bên Thiền Am Vũ Trụ, tức là trước là Tỉnh Thất Bồng Lai, sau là Thiền Am Minh Bồ Vũ Trụ. Thì hôm nay cô Ba Việt Đắc cũng đến với cái kênh của mình, có một phần chi tiết muốn chia sẻ. Và trong cái kênh của cô Ba cũng có một người là bình luận trong cái kênh của cô Ba, thì người đó gọi cô bên Vlog là bằng em, thì chắc có lẽ là lớn tuổi hơn Vlog. Thì Vlog xin hồi đáp với em anh như thế này: trong vấn đề mà nghe là bên Thiền Am Vũ Trụ trước đây là có 15 cái chùa, thì cô Ba Vlog không hề nghe, không hề biết đó. Và lại là ông anh cho là bên ông Mai Bà Thắng đến tìm con, chứ không có đập phá, cái điều đó là điều sai. Điều sai rồi đó ông anh à. Tại vì thật sự nếu mà đến tìm con thì kể cả hai vợ chồng và xin phép cái Tỉnh Thất Bồng Lai này là mình vô mình gặp gỡ trao đổi để mà mình tìm hiểu coi con mình có nơi đây không, chứ không phải mà đến tìm con mà kéo nhau là quá xá đông rồi đến gây đổ máu đổ mũ như vậy ha. Đó là phần em gửi đến ông anh là những cái thành tích là như vậy. Còn có một em nói là cô Ba Vi Lắp nói bậy, vì báo đã nói lên nhiều lắm rồi mà tại sao chưa cho là đúng. Thật sự báo chí đăng tải rất nhiều nhưng chưa có hồi kết luận là có loạn lưng hay không, cũng vẫn có đăng nhưng mà chưa đến hồi kết luận. Cho nên bây giờ là cô Ba cũng xin đỡ lời với em là như vậy. Còn bây giờ kế tiếp tới, cô Ba muốn chia sẻ một cái vấn đề về Lê Thanh Minh Tùng. Thì Lê Thanh Minh Tùng ơi, ta có là như vậy. Trước đây Lê Thanh Minh Tùng còn rất nhỏ. Lê Thanh Minh Tùng có được của em cô Tư của ông Lê Tùng Vân, là cô Thu Vân á, là nuôi nấng Tùng, chứ không phải là ông Lê Tùng Vân. Nhưng mà cũng là một cái gia đình. Đây là em của ông Lê Tùng Vân và ông Tùng Vân là anh của cô Thu Vân. Thì Tùng quên rồi, sau lưng Tùng vẫn còn có một anh em cũng mồ côi giống như Tùng. Đó là Lê Minh Tú, Lê Thanh Tú gì đó. Cô Ba Vlog đã quên tên rồi. Thì Tùng đã quên hẳn cái người đó đi. Cho nên là ngày hôm nay không biết gì cớ sự gì mà Tùng thao thao bất tuyệt trao đổi mọi cớ sự về ông Lê Minh Tùng này. Cho rằng là tranh giành ăn là Tùng bức xúc ganh ăn về đất cát. Nhưng mà theo như cô Ba Vi Lắc nghiên cứu và nhìn thấy kỹ là ông Lê Minh Tùng trước đây cũng là người văn kinh tế mới. Tất cả anh em của Lê Minh Tùng gắn liền với ông bà Lê Thu Vân này là 36 năm liền. Thì Tùng quên hẳn đằng sau lưng của Tùng vẫn còn có một anh em. Cho nên là ngày hôm nay không biết Tùng ngã về đâu và một tác động nào, cho nên là đạp đổ thầy ông nội khá là nhiều. Nhưng mà những cái nó là không thể làm được Tùng cũng làm được. Tùng gắn lên, Tùng đưa tin lên là Tùng sẽ ngồi trên đầu của ông thầy ông nội này. Và Tùng làm những cái gì đó phải nói là ghê gớm, thật sự là cũng không nói ra, không mạnh miệng nói ra. Nhưng mà Tùng thấy vậy nó có đúng hay sai? Cuộc đời của mình, mình đã từ nhỏ mình sống với cô Thu Vân này là em của ông Tùng, thì mình cái lúc mà còn nhỏ mà mình có những cái thói hư tật xấu, lấy vật trộm vật đó. Cho nên ông Lê Tùng Vân, tức là thầy ông nội hiện nay á, là không cho Tùng, cấm Tùng qua nhà đó. Vì qua nhà là sợ mất mát những cái, nói chung là cái lớn thì không có rồi, những cái vật, cái vật nhỏ trong gia đình đó. Xong chứ còn ông Lê Tùng Vân cũng chưa hẳn là nuôi Tùng, chưa hẳn là nuôi Tùng, nhưng mà người ta cũng có cái sự hỗ trợ cho em gái của người ta. Nhưng mà tại sao dù ít dù nhiều cũng có một cái công lao của người đùm bọc mình cho đến ngày trưởng thành, thì bây giờ mình phải đáp trả những cái thật là đáng sợ. Nhưng mà nghe nói là Lê Thu Vân đã mất rồi, còn lại Lê Thanh Tùng. Mà nghĩ làm sao cái người nuôi nấng của mình đã nằm xuống rồi mà mình còn làm cho những cái sự đau khổ nó dâng cao lên nữa.
nói là ông thầy ông nội này sẽ lộn lưng với em đẻ ra Tùng. Nhưng mà trước đây Tùng là người mồ côi, Tùng mồ côi, người ta nhà kia nuôi Tùng, xác định Tùng là con nuôi của bà Thu Dân này, thì bây giờ trái ngược lại nói là con ruột của ông Tùng Dân, của ông Lê Tùng Dân. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là Tùng muốn đạt đổ danh dự của ông Lê Tùng Dân là do ra cái cách loạn lưng để tạo ra Tùng. Có đúng vậy không? Nhưng mà mình quên mình vô khống người ta rất là nhiều, mình nói những cái đau xót cho người ta, thì đằng sau lưng Tùng vẫn còn có một cái anh em thường trực tiếp xem qua những cái Tùng đăng tải không hợp lý và không đúng, cho nên anh này mới lên tiếng. Và kể cả anh này cũng nói là gắn liền với cô Thu Dân là 36 năm, thì ít nhiều người ta cũng hiểu, tốt xấu người ta cũng biết, thì người ta mới lên tiếng. Thì đúng là cái nhân quả có liền. Tùng quên đi, Tùng mới đạp đầu đạp cổ người ta, không ngờ có người lên tiếng. Có thằng thiện và có thằng ác. Mà cái thằng thiện này là nó cũng chính xác mấy chục năm trời, cho nên nó mới lên những cái lời nói để cho Tùng hiểu đây là những cái lời nói của Tùng là điều sai bét. Nếu mà Tùng làm như vậy là Tùng sai hết tất cả. Nhưng mà cái sai là sai trầm trọng, chứ không phải là sai đơn giản. Tự vì mình muốn gán tội cho một người nào là mình phải có chứng cứ, phải có rõ ràng, phải có cụ thể. Đó. Và đồng thời ngày hôm nay ông Lê Tùng Vân, ông đã đang nằm vào cái tình trạng rối rắm. Mình có bức xúc và ông đề cập những cái hiện nay, thì mình đến cơ quan chính quyền của địa phương để ra mình trình báo là chính là ông này nè, ông này ngày xưa nè, ông lộn lưng với cái người mà nhặt tôi về hoặc xin tôi về để nuôi, đó là chính năm này. Thì bây giờ tình tiết của ông ngày xưa nó như vậy thì người ta cũng có thể giải quyết và lắng động. Nói cái chính quyền lực pháp cơ quan của chúng ta hiện nay rất là hay, chứ không phải mình đổ tội cho một người phải nói là khủng hoảng mà không thông qua chính quyền địa phương, mà tự mình cho là mình đúng, mình công bố lên trên mạng để cho rầm rộ về cái tình hình của ông Lê Tùng Vân rất là đáng sợ. Nhưng mà thực chất đâu có phải vậy đâu, đúng không Lê Minh Tùng? Mình làm một cái gì, mình muốn tìm cha, mình muốn tìm mẹ mình, cái nguồn gốc người sinh tạo ra mình đó, nó rất dễ. Tại sao mà lúc mà cô Thu Vân còn sống mình không trao đổi cô lợn con ở đâu, hoặc mẹ lợn con ở đâu, hoặc má lợn con ở đâu, hoặc sinh con ở đâu, để cho con biết con muốn tìm về một cái nguồn gọi chính thức, cha mẹ ruột của con là ai. Hoặc bà Thu Vân đã chết đi rồi, bây giờ mình có sự bức xúc mà không đúng, mà mình muốn tìm cha mẹ mình trong lúc này để tìm ra cái sự thật, thì mình tìm đến cái nơi mà không hề có cuộc chia ly. Mình vẫn tìm được cha được mẹ mình mà. Từ hồi xưa còn nhỏ, cái cà cái bí một hai tuần tuổi mà người ta vẫn tìm ra được. Thì tôi nói với Lê Minh Tùng như thế này, cái gì là cái, mình đừng nên áp đảo những người đang có một cái cuộc sống trước đây với mình ha. Thì thật sự ra ông Lê Tùng Vân biết đây là ông cũng là người đi kinh tế mới, mà cái thời điểm ông đi kinh tế mới là cách nay cũng thật là lâu, mà ông vẫn có tâm hồn cùng em gái ông muốn nuôi trẻ mồ côi. Thì lúc nào bên thiền am, vũ trụ của những người tu tại nhà, người ta cũng có cái tâm hồn cao cả hết. Còn vấn đề hiện nay người ta sai trái gì đó, mình là người dân sự ngoài lời không biết gì hết. Mình chỉ biết hiện tại trước mắt mình xem qua hàng ngày, và những cái tin tức, những cái chuyện này chuyện kia đúng hay sai, thật hay dối, cái đó là mình theo dõi từng chi tiết. Chứ mình cũng phải là người mà nắm hồ sơ hoặc điều tra xét hỏi, mà mình phải rõ nét. Mình chỉ là người ngồi để nghe và hiểu biết vậy thôi. Cô ba có việc xin ngưng trong vài lát. Hello. Không có mùi giá, mặt không có mùi nhẹ.
cô đang quay video. Cô ba có điện thoại. Cô ba sẽ tiếp theo những cái chuyện này nữa. Thì cho nên mình cũng không nên bạo lực hành động với cái lời ăn tiếng nói để đăng tải lên, điều hoàn toàn là sai bét. Dù gì thì ông Lê Tình Vân này đã là cái người hiện nay là tu tại gia nè, tu tại tại gia nè, tại nhà nè, mà tự nhiên có một cái chuyện ập đến với người ta thì bây giờ là tùm lum tà la hết đó, lum xùm trên mạng hết, thì bây giờ mới là bắt buộc chính quyền phải vào cuộc. Và trong khi chính quyền đã vào cuộc, báo đài cũng đang rất nhiều nhưng mà chưa có đưa lên những cái cụ thể, người ta chỉ thông báo mình vậy thôi chứ chưa có chỗ nào xác định ATM hoặc là loạn lưng hết. Thì mình cũng đừng nên nói là ông Lê Tùng Vân này, Tùng á, nói là ông Lê Tùng Vân này loạn lung với bà em gái để sanh ra Tùng. Tại sao gán ép của người ta vô một cái vị trí không lành mạnh, mà sự thật thì tôi tin điều đó cũng chắc không có. Đó, cho nên á, là Philip muốn lên đây chia sẻ với gia đình, với anh em, chị em trong và ngoài nước, mọi việc với cùng những người ham mộ bên Tiền An. Thì cô ba cũng rất là ham mộ bên Tiền An, vì sao? Vì không biết là người ta có tội, có lỗi hay không. Cái điều bên trong của người ta thì cô ba chưa nhìn thấy được, Vlog chưa nhìn thấy được. Nhưng Vlog chỉ nhìn thấy trực tiếp hiện tại người ta, những người đang đầm ấm, bỗng dưng có một chuyện rất xấu đến với người ta. Thì kế tiếp bây giờ là tất cả mọi vấn đề, ai có người thì nói ông Lê Tùng Vân thế này, có người nói ông Lê Tùng Vân thế kia, thì thôi mình cũng không nên nặng lòng. Vì kề cận chúng ta đã có luật pháp đại diện cho công dân, thì người ta sẽ làm trắng đen hết. Thì mình là người dân, mình chỉ góp ý thôi, còn sâu xa hơn nữa là mình không biết. Đó, mình chỉ ngồi lắng nghe sau này. Nếu như ông Tùng Vân có những cái thái độ và hành động như thế này thì mình cũng chia buồn cùng ông Lê Tùng Vân thôi. Còn trước mắt là mình vẫn ái mộ, mình vẫn thương năm chú Tiểu, và mình vẫn lúc nào cũng nghĩ đến cái Thiền Nam này. Vì những người này người ta không có phải xuất gia đồ Phật, mà người ta tu tại an người ta thì cũng làm cái tu. Mà tu này tu gì? Tu tâm. Tu tâm, tích đức và phưởng tâm, phưởng tánh, cho tâm mình lành, cho tánh mình nguội, cho bất mọi sự việc đến với mình là điều tốt đẹp. Đó. Cho nên tôi cũng chia sẻ với đến Lê Minh Tùng, nhớ đằng sau mình vẫn còn có một hai anh em trôi chảy qua thời gian rất nhiều. Người ta đã đứng lên, người ta thấy hành động và cử chỉ của Lê Minh Tùng làm không đúng, người ta mới đứng lên, giống như người ta làm một cái nhân chứng cho bên Thiền Am Vũ Trụ, nơi tu tại nhà. Cho nên mình nói một cái gì mình ăn bậy được, không nên nói bậy được. Mình nói một cái vấn đề gì mình phải sát sao từng lời nói, dù cho ai có tác động mình như thế nào, mình cứ khẳng định theo cái hiểu biết của mình và cái những có xảy ra với mình trước đây mình nói. Còn không có đừng lên bịa đặt. Bịa đặt để làm gì? Bịa đặt để câu view, câu like, để kiếm tiền mà quên đi tất cả những người thân cận với mình đó là ai. Người nuôi dưỡng của mình là bà Vân, mà bà Vân này là em của ông Lê Tùng Vân. Mà tại sao mà cái người nuôi dưỡng của mình mà ngày giờ mình đáp trả, mình nói là ông Lê Tùng Vân lộn lưng với bà Thu Vân này để đẻ, để sanh trưởng ra mình. Mà nếu có thật chất như vậy, mình cũng không nên thoát biểu ra những cái câu thật là khủng khiếp đáng sợ đó. Đây là một cái phim của Babylon, thí dụ thôi. Mình phải tìm hiểu như thế nào chứ. Thí dụ như mà cái người lộn lưng đẻ ra mình, ông Lê Tùng Vân là gì? Là người lộn lưng với em gái, ông cũng là cha mình, đây cũng là mẹ mình. Đó. Thì thí dụ ông có sống tệ bạc với mình, mình có muốn đăng tải ông lên thì mình phải đến cơ quan chính quyền để trực tiếp cho cơ quan chính quyền khai thác cái sự việc này. Chứ mình không được tự, giống như là
mình là người điều tra xét hỏi và mình cho đúng cho sai tự mình đăng tải lên, và cái đăng tải của mình lên mình nói người ta không còn gì cái đầu ông Lê Tùng Vân á, mà mình leo lên đó để mình làm những cái mình phóng quế trên đầu ổng, rồi mình trà qua trà lại, cái chuyện đó là chuyện quá đáng, chuyện quá đáng. Cái chuyện đó là cái thần lực pháp cũng có thể gặp Lê Minh Tùng, có nghĩa là trao đổi và nhắc nhở chứ chưa phải là răng đe. Nếu răng đe đưa ra xử lưu động đồ thì mới gọi là răng đe. Lê Minh Tùng nhớ ăn á, là phải ăn nói phải cho khéo lại và đừng suy diễn ra nữa, để rồi nó sẽ tác hại với một cái khung trời thoáng mát của đất nước Việt Nam chúng ta nha. Tại vì cô ba thấy một cái không đúng của suy ngẫm của Lê Minh Tùng, quá bị ổi, quá ố quẩn, quá xấu xa. Mình làm như vậy mình được gì? Phải trước mắt là mình được tiền không? Câu view, câu like để mình được tiền không? Đanh răng, nhưng mà mình lựa những cái câu view, câu like như thế nào mà thực tế dẫn dắt cho nó thẳng thẳng, ngay ngay một chút mình nói, đừng nói người ta cho mình hả? Lên bờ xuống ruộng, té sông, té giếng, té biển. Một cái diễn xuất của mình rất là ghê gớm. Thì khán giả ủng hộ trong kênh của mình, người ta xem qua, xem thì người ta thấy anh này hào hứng quá, câu chuyện như vậy người ta đang muốn tìm tòi đây có phải là sự thật hay là giả dối. Người ta coi, nhưng mà người ta coi rồi như thế nào? Người ta sẽ khinh mình và người ta sẽ xem thường mình. Cái người ta không có hoan nghênh và người ta cũng không biểu dương cái lề lỗi của mình. Phải nên thức tỉnh ra đi, càng đi càng lún sâu và càng đi và càng sai. Đừng có nói những cái mà vô đạo đức, bất nhân bất nghĩa người đối với con người. Cái người bà Thu Vân này là cũng người là người chăm sóc cho Tùng mà. Mà ngày nay là cô Thu Vân đã cho Tùng xảy ra những cái biến cố trộm cắp, rồi ăn nói lố lăng không vào cái nền tảng dạy dỗ gì đó là vì sao? Chắc có lẽ cô Thu Vân này quá cưng cho nên mới để ra sanh tệ, mới tồn tại đến ngày này. Người mất đi rồi là có thu văn, người sống ở lại là chỉ trích lên. Và nói về vấn đề đất cát, ông Lê Tùng Vân dành ăn với Tùng thì cái chuyện đó không đúng. Vì trước đây nghe nói là ông Tùng Vân này cũng có đi kinh tế, và thời điểm chưa đi kinh tế, hồi lúc ông còn trung niên, thì ông có thu với đạo gì Kỳ Hương gì đó ở nơi đâu đó, thì bây giờ sau này ông mới đi kinh tế đó. Thì đất đâu ra, còn hiện nay trong cái ngôi gia này là của bà Cúc chứ không, cũng không phải là của ông Lê Tùng Vân. Đó, thì mình tranh chấp để mình được dồn dập người ta vô cái chỗ mà biến thái của mình làm gì? Quá là biến thái rồi đó. Đầu óc không phải là còn là một cái con người mà để biết đâu là đúng và biết đâu là sai. Mình nhận thức cái nào tốt và cái nào xấu. Cho nên tôi khuyên Philip, khuyên Lê Minh Tùng, mình giảm lại đi, mình đừng có tung tăng quá rồi mình hại cho bản thân mình. Cái gì nó cũng vậy, đừng có hậu quả to tướng lắm. Hậu quả của trời đất, hậu quả của người Việt Nam chúng ta sẽ suy nghĩ về mình như thế nào, và hậu quả của pháp luật sẽ đến với Tùng. Nếu sau này ông Lê Tùng Vân có những cái mà công an đang vào việc xét nghiệm cái này cái kia cái nọ để đưa ra một cái ánh sáng, nếu ông có sự thật như vậy thì Minh Tùng còn đỡ, còn nếu ông không có như vậy thì mình cảm thấy mình sao, lương tâm mình như thế nào, và những cái mình đăng tải và nêu lên để câu view câu like thì mình sẽ thấy ảnh hưởng đi về đâu, đổ hết cho mình. Và mình nhớ mình cũng đang có hai đứa con, và một đứa con gái, một đứa con trai. Là hiện nay cái gia đình mình rất là, không biết có hạnh phúc không, cái chuyện đó tôi không biết, nhưng mình cho là hạnh phúc đi. Thì mình nghĩ tới con mình chứ, sao mình làm cái gì mà tắc tệ vậy. Xã hội hiện nay ở những người công dân của chúng ta rất là hay, nghe thì nghe, xem thì xem, nhưng nhận xét là phần cao chứ không phải là phần thấp. Cho nên người ta chưa cho chắc cho Lê Minh Tùng là đi vào con cái lời nói đúng đâu. Còn cái mà thiền am bên bờ vũ trụ này thì dù sai trái về vấn đề gì thì Vlog không biết, nhưng mà thật chất Vlog nhìn thấy
nó là về con đường tu mà tu tại gia, thì có ba cảm nhận đây là đúng. Vì đây không phải là ngôi chùa mà là cái nhà. Nếu ngôi chùa bước vô không có tủ, không có thế này, không có cái vật chất cần dùng của cái gia đình thì nó nằm về mặt sau hết, nó có nằm về mặt trước. Vừa bước vô thấy đây không phải là một cái nơi chùa có tên có tuổi, mà đây là cái ngôi nhà tu tại gia, tu để cho tâm lành và tánh nguội, cái nhân tính của con người thoát qua những cái cảnh khổ đau. Đó là cô ba tin, về lớp tin. À, cho nên á, là cái lời mà của quý vị anh em trong phần 6, tôi xin đừng trút đổ nơi cái thiền am tu tại nhà này nữa. Vì tôi không thể nói tên ra được, nhưng mà tôi không muốn được chạm tới ai, và tôi cũng không muốn làm phiền phức tới ai. Nhưng mà đây con đường chính và con đường thẳng mà tôi nói. Có một cái kênh nói ông Lê Tùng Vân tuyển chọn gái từ 25 đến bao nhiêu đó, vân vân, là lứa tuổi trẻ và lứa tuổi trung niên, đưa lên cho ông nhồi cái gì đó là sẽ thành Phật. Tại sao phải coi Phật Pháp chúng ta nhẹ nhõm như thế đó? Đầu mình đội, vai mình mang, để mà mình khấn nguyện hằng đêm với ơn trên trời Phật. Mà tại sao ví vụ một cái quá là, phải nói là quá rẻ, rồi mở miệng ra là nói ông Lê Tùng Vân to rồi, quy rồi, thế này thì khác. Trời ơi, cần gì mình phải lo xa vậy? Các ngài có tội là sẽ trả tội. Lực pháp của mình hiện nay mà đúng người đúng tội là sẽ thành đạt một cái hồ sơ hết. Mình cần gì phải lo mà phải ố ảnh người ta, rồi ôi rồi cắt ghép người ta hả, lâm ly bi khóc luôn, thấy dễ sợ luôn. Tôi nói làm giống như là cái trò hời, đấu tranh ngoài lời mà đấu tranh ghê quá, đấu tranh vậy cái là phải nói là khủng hoảng, sợ lắm, phải nói là sợ, rất là sợ. Cho nên bà con chúng ta, anh em chúng ta hiện nay có một cái lùm xùm rất là nhiều gì bên cái thiền am tu tại gia. Và có nhiều người nhận xét cũng rất là sai lệch. Nhưng mà tại sao cô ba cho là người ta sai lệch thì cũng chưa chắc gì cô ba đã đúng. Nhưng hiểu 10 phần cũng hiểu được 5 phần. Đây là tu tại gia là thật sự đúng. Thật sự đúng. Rồi có người nói là vui chơi với gái, tung tăng với gái, cái gì cũng đưa cái người tu tại gia vô một cái nền thiếu văn hóa, tung tăng với gái, rồi mê gái, dạy gái. Rồi ôi, mình phải thốt ra những cái lời này để làm cái gì, bị đặt làm chi, sanh sản ra những cái hiền và đạo đức, phát ngôn ra những cái tốt đẹp để mình có hưởng. Còn mà sanh sản những lời nói vô hiệu quả, vô giá trị thì thôi nên cắt đứt đi nha các vị. À, thì cô ba chỉ biết bao nhiêu đó và chia sẻ bao nhiêu đó thôi. Đó, cô ba Vlog cũng chia sẻ về cái lời lỗi của Lê Minh Tùng. Quên, ở đằng sau lưng Lê Minh Tùng quên còn một hai anh em gì đó. Cho nên ngày hôm nay một hai anh em mà đã từng sắm một cái ngôi nhà với mình thốt ra những lời này thì còn gì mình chạy tội, mình chối cãi không? Trời đất ơi, nói gì mà nói là ông Lê Tùng Vân bây giờ là bao nhiêu, là sắp sẽ bị 90 tuổi rồi. 90 tuổi rồi, nói thì không ra hơi, người thì hụt hẫng. Đó. Có thể minh mẫn cũng không còn sáng suốt lắm, mà mình chà đạp một ông cụ để làm gì? Ông này có thể là cha mẹ của mình, ông bà của mình là cái hạng con cháu, cháu chắc một cái đời nữa. 90 tuổi đầu rồi.
đâu phải là món đồ chơi để cho mình muốn chơi rồi chơi, rồi mình muốn dùng đâu mình dùng, mình thích thì mình cầm mình chơi, còn mình không thích đó thì mình đập, cái đó là món đồ chơi, còn này là ông cụ, ha, bớt ác lại đi, bớt sát thủ lại đi, đừng làm những cái chuyện mà động trời động đất như vậy. Đất nước Việt Nam của chúng ta phải nói là những người cao thượng tốt đẹp. Cái này ăn ít nhưng mà tầm hiểu biết thì nhiều. Người ta không có chạy theo Lê Minh Đồng đâu. Hồi đến đây cô ba cũng dừng cái video. Chúc cả nhà mình và trong và ngoài nước có một ngày im đẹp, bên mái ấm gia đình, hạnh phúc với con cái. Và cái clip của cô ba thì cũng ít ai biết đến. Xin các cô, các chú, anh chị, nếu có xem ba clip của cô ba, có gì mà cảm thấy nó đúng về tâm trí và cái nguyên văn là nó hơi hay và nó sự thật, thì nhớ bấm cho cô ba subscribe và ủng hộ cô ba, để cho cô ba phải có những cái chính xác và đăng tải lên cho anh chú, cô bác, anh chị em mình cùng xem và cùng tìm hiểu ha. Ba xin chào, chào đại gia đình, chào các con các cháu, cô chú, anh chị em trong và ngoài nước, nhiều sức khỏe trên con đường đang đi tới, cái gì cũng thẳng thắn với lòng người nha. Cô bác xin chào, chào.